Chào các bạn. Kỹ thuật nội soi đại tràng thường phức tạp và khó hơn nội soi dạ dày. Chính vì thế mà khi nội soi thì chúng ta cần tuân thủ đúng các cái nguyên tắc trong nội soi mà bọn mình đã chia sẻ ở các clip trước đây. Mỗi một bệnh nhân có một cái đại tràng giải phẫu khác nhau, thành ra là chúng ta không thể áp dụng được cái công thức này với tất cả các trường hợp. Từ đây bọn mình sẽ thường xuyên chia sẻ với các bạn về kỹ thuật nội soi đại tràng qua từng các trường hợp nội soi cụ thể. Xin mời các bạn. Bác Đạt đã soi lần nào chưa bác ơi? Đã soi một lần rồi. Soi được mấy năm rồi bác? Soi được khá lâu, soi được một thành, trong Hà Thành. À, bên Hà Thành ạ. Soi rồi bác biết có những cái đoạn đại tràng gập góc là nó cũng đau đấy. Thì trước là có kiểm tra cái vị phong viêm và phong to dạ dày. Đấy là ở dạ dày rồi bác ạ? À, đại tràng chưa? À thế ạ, đại tràng chưa soi bao giờ. Bác có phẫu thuật mổ gì từ trước giờ không hả bác? Không ạ. Đi ngoài có bị táo phân, lỏng phân gì không ạ? Đi ngoài thường là có hiện tượng là đi liên tục, phân bị xoắn. Ngày đi khoảng bao nhiêu lần hả bác? Có những thời điểm trong ngày đi đến 6 lần, 7 lần. Bác sợ cái tình trạng mà đi nhiều lần trong ngày, sợ cái đại tràng nó co thắt nhiều lần sẽ soi sẽ khó hơn người khác đấy bác ạ. Cứ thả lỏng người, hít thở bình thường bác nhé. Đây là qua hậu môn, đến trực tràng. Trực tràng thì thường là rất là dễ dàng thôi, bởi vì qua 1-2 cái nếp van bơm hơi đủ đấy là chúng ta sẽ đến được đại tràng sigma. Đại tràng của bác, trực tràng của bác này cũng có những cái nhu động nó tăng. Đang là trực tràng đây. Tôi sẽ bơm hơi một chút để nhìn thấy đường đi và đúng nguyên tắc, nhìn chỉ đưa dây khi nhìn thấy đường. Đường đi vị trí 5-6 giờ, 6 giờ, 7 giờ đây. Này của bác này là cái nhu động nó tăng lên là sẽ gặp cái khó khăn hơn người khác. À, đến đây là bắt đầu vào sigma đây. Đường đi đang ở vị trí không nhìn thấy đường thì chúng ta rút ra một chút, nó ở vị trí khoảng độ 9 giờ đây. Hơi áp máy lên là thấy nó đã đang sang ở vị trí 3 giờ bên này rồi. 2 giờ 1 giờ đây. Cận phân. Đại tràng sigma nó rất là di động bởi vì nó có cái mạc treo đại tràng sigma nó tùy người, mỗi người dài ngắn khác nhau và nó này đó. Rất cần mà mình phải bám sát cái đường đi, không để nó mất dấu đường đi. Đưa dây đây. Đó, thẳng cứ để đường đi giữa này. Nó hơi khó chịu đoạn này một chút bác ạ. Đây, đưa dây này nó hơi khó chịu một chút, bác cứ thả lòng người hộ bọn cháu nhé. Thả lòng người. Mềm bụng ra được không? Để đường đi giữa đường này, cái này cũng đưa dây thôi. Đưa dây nó hơi khó chịu chút. Qua đây nó đang ở vị trí khoảng độ 12 giờ đây, rút ra một chút nhìn rõ hơn. Áp máy hết cỡ rồi đẩy dây mà nó vẫn không vào được thì chúng ta sẽ xem có qua được. Đẩy dây này thì thường đông, hơi đông một chút, không qua được không cố nữa, chúng ta sẽ rút dây bớt ra. Xoay dây để xem có rút được ngắn được các cái tạo bút này không. Bác là sẽ khó hơn người khác bởi vì có thắt đại tràng nhu động có tăng. Đường đi của nó đang ở vị trí chỗ 12 giờ đây. Hơi khó chịu chút chứ. Không được. Nó co thắt nhiều cho nên là đi từng tí một để đỡ đau. Đây là nhìn thấy đường này, đây đang vị trí 7 giờ 8 giờ đây, là giữa màn hình đây. Qua được cái đoạn này là sẽ đỡ đau bác ạ. Vẫn chưa hết đau đâu ạ. Đấy, cứ nhìn thấy đường này chúng ta cứ đưa dây thôi. Đấy, đưa dây. Qua được rồi, đến đây là đại tràng trái đây. Chúng ta nhìn lên. Và bệnh nhân là đau ít thì chúng ta tiếp tục đưa dây đến khoảng 60-80 phân thì lúc đấy rút dây để tháo cái cuộn ống. Đưa dây thêm một chút, đau, hơi đau một chút, đã chưa hết đau bác ạ. Đau nhiều không ạ? Bác có đau nhiều không hả bác ơi? Vẫn còn đau nhiều, đau lắm ạ. Đừng ngửa người đi. Không ngửa người, bác toàn nằm. Và sau đến đây rồi chúng ta sẽ, chỗ này khoảng độ 70. Chúng ta rút dây, xoay dây theo chiều kim đồng hồ, chúng ta sẽ tháo được cái cuộn ống. Rút dây, từ từ xoay dây theo chiều kim đồng hồ và rút dây thì chúng ta sẽ, đấy. Rút dây mà nó không thụt ống này là chứng tỏ cái vòng xoắn nó đang được tháo ra. Và sẽ người bệnh sẽ đỡ đau rất là nhiều. Bác đỡ đau nhiều chưa bác ơi? Dạ. Đỡ đau rồi, đúng ạ, dạ vâng đấy. Tháo xoắn hết đây, đây đến. Nó sẽ thường tương ứng với ở đại tràng trái. Khi mà tháo dây như thế, qua được sigma vào đại tràng trái. Phút hết dịch kể để nhìn thấy đường đi.
rút dây nữa mà nó tụt thì lúc ấy là đã hết cái vòng cuộn mà ống rồi thì thôi. Đấy, rút dây và đẩy dây nó đi đúng không? Theo cái của mình mong muốn là đã hết cái cuộn ống rồi. Từ từ để hút hết cái dịch rồi. Giờ các bác sĩ đưa dây nó lại hơi khó chịu một chút bác nhá, cứ thả lỏng người thôi ạ. Thực ra trên nội soi đi khi lúc đi vào thì chúng ta rất khó phân biệt đâu là đại tràng trái và góc trái, không dễ như lúc đi ra. Đây có vẻ đang ở đại tràng ngang, có vẻ như cái bóng tím tím này nó có thể là của góc trái hoặc là góc phải. Ta hút bớt hơi để cái đường đi nó ngắn lại và đỡ khó chịu cho người bệnh. Đường đi nó ở vị trí 10 giờ, 11 giờ đấy. Xoay dây sang bên ngược chiều kim đồng hồ vào. Rút đây, nó đang có vẻ như vậy. Đây đang ở đại tràng ngang, có vẻ như đang ở đại tràng ngang. Đây là có một cái vòng, có một cái dọc tóc ở đây, không qua được, khách này không qua được. Rút dây và xoay dây, theo chiều kim đồng hồ xem ngắn được chút nào không được. Tủ đóng thì lại đẩy dây thì nó sẽ đau. Chịu khó bác chút nhá, nó sẽ đưa dây nó hơi khó chịu một chút. Được đi ra vị trí 6 giờ. Đường đi nó hơi gập góc ở đoạn này. Sang chỗ này có vẻ như đang ở chỗ góc gần đến góc phải, lại đang tràng ngang. Đây đang ở tràng phải đây rồi. Đây là đến là cọc manh tràng, nhìn thấy manh tràng đây. Đây là cái van vô hành nó xì dịch rồi. Okay. Bác này rất là khó, nhìn thấy cái chỗ vừa rồi mà màu tím tím đấy là cái góc phải đấy rồi. Ta qua được góc phải vào manh tràng đấy. Sai xong. Đến manh tràng chỗ này hết 65 cm cách địa hậu môn là đạt. Đưa dây thế là đạt. Bác nằm ngửa đi xong rồi bác ạ. Còn một chân này trên chó nhé. Để từ thôi. Như vậy là đưa dây như thế là đến anh chàng là thành công. Tất nhiên là chúng ta nằm ngửa lên để đưa dây vào kiểm tra được cả phần cuối của hồ chàng. Chân để đây, ngả hai gối sang này, ngả hai đầu gối sang hai bên. Nằm ngửa lên thì các cái mức giải phẫu chúng ta sẽ định danh là dễ hơn. Nhất là cái mức động dịch trong đại tràng. Tụt một chút, lại đưa lại dây. Đây rồi. Co thắt nó tại tràng, co thắt. Đợi qua cơn nhu động rồi chúng ta bơm hơi là nó giãn ra để cho quan sát tốt nhất được. Đây là cái gốc ruột thừa đây. Nơi tận cùng của ba giải cơ dọc, chân ngõng chính là cái gốc ruột thừa. Cái van vô hành thường ở vị trí 9 giờ, 10 giờ. Đây, van vô hành này. Chúng ta sẽ qua van vô hành này. Hơi xoay dây ngược chiều kim đồng hồ và hơi áp máy rồi. Vào. Xuyên vào được, đợi nó qua cái nhu động. Có thể vừa bơm hơi vô nước nó mở ra. Đây, vào rồi. Đây là hồi tràng, đoạn cuối cùng của phần cuối của cái ruột non. Niêm mạc này hoàn toàn tốt. Rất nhiều, có những trường hợp có tổn thương lao ở hồi tràng hoặc là những cái Crohn nó có những cái tổn thương ở đoạn cuối của ruột non này. Bác thấy là không có tổn thương gì ở hồi tràng ở ruột non này cả, tốt rồi. Ngoài này là cái đại tràng, manh tràng đây. Nó có thắt nhiều, đợi qua cái nhu động. Bác thì không có người nhà đúng không? Nó có thắt cái đại tràng nhiều, đợi qua cái nhu động nó đẩy cái dây xoay ra ngoài tụt ống. Ta phải đợi nó qua nhu động rồi bơm hơi mới quan sát được kỹ. Rồi giờ rút máy là sẽ không đau tí nào nữa bác ạ, yên tâm. Bác hôm nay soi tốt ạ. Soi hôm nay có đau nhiều không bác? Có đau nhiều không? Đây, bác nhìn trên màn hình quan sát cùng với các bác sĩ. Có tổn thương thì các bác sĩ sẽ chỉ cho. Đại tràng phải. Thường sẽ động dịch ở đại tràng phải, đại tràng trái và trực tràng. Với tư thế nằm ngửa này, nằm nghiêng nó sẽ khác. Đây động dịch, sẽ hút được cái dịch này.
Và khi rút dây thì chúng ta sẽ dựa vào cái khoảng cách từ rìa ống môn đến đầu ống soi để chúng ta biết được đang ở đoạn đại tràng nào. Ví dụ như là cái manh tràng thường ở 70cm cách rìa ống môn, góc phải ở 60, góc trái ở 40. Nối giữa sigma với đại tràng trái thường ở chỗ 25-30. Bác chuẩn bị chưa được sạch lắm, nước cũng chưa đã hoàn toàn sạch đấy, nó còn ánh vàng. Đại tràng của bác nó tăng nhu động này, người ta nếu mà không có tổn thương gì thì có thể nó là cái hội chứng ruột kích thích. Các triệu chứng nó kéo dài trên 3 tháng và nó liên quan đến những cái rối loạn đại tiện, kèm theo những cái dấu hiệu có thể là đau bụng nữa. Ăn những cái đồ nó không hợp bụng dạ của mình là có thể là đau bụng và đi ngoài rất là nhiều. Đi ngoài đang đau bụng thế mà đi ngoài được cái là nó lại hết đau bụng. Bác có hay gặp những cái tình huống như thế không hả bác? Không có đấy. Các triệu chứng của bác nó tương đối rõ của cái hội chứng ruột kích thích. Rất là chúng ta quan sát. Chỗ này là 60. Chúng ta góc phải, chúng ta đang nhìn thấy góc gan rất là khó để nhận ra. Ca này đây, vùng bóng gan nó vẻ tím này. Đây là cái vùng góc gan này. Nhìn thấy góc này thì chúng ta biết là đây là từ đây giờ đi là đại tràng phải. Còn từ góc gan này, từ đoạn tím này giờ ra đây ngoài này là đại tràng ngang. Ngoài ra thì cái đại tràng ngang chúng ta thấy rằng là không động dịch. Mặt cắt thì cái đại tràng ngang này thì có thể thường là sẽ hình là nó có những cái nếp niêm mạc hình tam giác nó nhô vào. Cái ca này thì không điển hình. Đại tràng ngang. Chỗ này là đến 40cm, đây là góc trái đấy. Ngoài này là bên trái, đại bên trái. Cái góc lách đây không rõ ràng. Có những trường hợp góc lách nó sẽ có màu tím, chúng ta có thể đánh giá được. Ngoài này là động dịch, bên đại tràng trái lại động dịch rồi. Có những người cái đại tràng ngang nó rất là dài và nó sẽ gây khó khăn trong quá trình nội soi. Góc này cái đại tràng ngang thì tương đối là bình thường. Cái dịch để quan sát thì dịch vẫn chưa sạch. Chuẩn bị đại tràng là cái khâu quan trọng nhất trong cuộc nội soi. Đại tràng sạch thì dễ dàng quan sát các tổn thương và đưa dây soi dễ dàng. Ta sẽ không phải bơm rửa để tìm đường đi. Bác nghe ngóng cơ thể của mình nhé. Nếu những cái đồ ăn nào mà không hợp bác ăn vào bác bị đau bụng hoặc là rối loạn phân thì lần sau những cái đồ đấy bác hạn chế và tránh. Không có một cái công thức nào để tránh cụ thể đâu. Có người thì ăn dưa cà bị đau bụng đi ngoài, có người thì ăn cá, có người thì ăn những cái đồ mỡ là nó cũng bị đi ngoài. Thế thì cứ đồ nào ăn mà mình bị mình tránh. Có nhiều bác phải kiêng khem cũng tương đối là vất vả, bởi vì đa số các đồ ăn đều gây rối loạn phân rồi đi ngoài rất là nhiều lần. Bác ngày đi khoảng độ 6 lần thì vẫn còn ít. Nhiều bác cũng bị cái hội chứng ruột kích thích thì đi tận hàng chục lần một ngày. Còn không dám đi chơi xa bởi vì liên tục bị đi vệ sinh. Ông rất là mừng, hiện tại thì chưa thấy tổn thương gì ở bề mặt niêm mạc cả. Chưa thấy polyp, chưa thấy ung thư hay là không thấy có những cái tổn thương viêm những thứ gì cả. Ngoài này hết động dịch về đến sigma đây cả. Mà thì thường là hình bán nguyệt và cũng động dịch chưa sạch. Niêm mạc như này vẫn khá là tốt, không có vấn đề gì cả.
đa số trường hợp thì đi qua sigma vẫn là nhiều cái thử thách nhất. Còn một số trường hợp táo phân thì qua góc phải thường gặp những cái vất vả khó khăn, và có những trường hợp mà đại tràng có thắt nhiều, tăng nhu động nhiều rất là khó, bởi bơm hơi không thể giãn được cái lòng đại tràng. Cái mức độ co thắt của cái đại tràng nó tăng cái áp lực trong lòng đường ruột. Chỗ này mà không hút thì không thể quan sát được. Tốt ra đây là ngoài này là đến chiếc tràng đấy. Ống họng mon đây rồi, chắc kỹ một lần nữa trên tràng. Hút xong bơm hơi là nó căng ra, có những cái góc khuất ở vùng trên tràng này. Ok, tốt rồi. Ống họng mon này. Chỗ này rất là chậm rãi bởi vì nếu không ấy nó sẽ tụt. Có trí nội đây, đang được làm rồi tinh mạch trí này. Tốt, không vấn đề gì cả. Xong rồi bác ạ, bác soi rất là tốt. Soi bác bị co thắt đại tràng nhiều mà bác vượt qua được như thế này cũng rất là tuyệt vời rồi.